Pháp hội niệm Phật A-di-đà, Chùa Quang Thế Âm, sách nói Thánh Hiền, điều tai họa lớn nhất trong thế gian không gì bằng sắc dục. Trích trong sách Thái Thượng Cảm ứng Thiên Vận Biên, Biên Soạn, Sa Môn Thích Giác Nhàn, Người Đọc Thích Nhượng Minh. Phần, Phần cuối. cuối. trong niên hiệu gia tỉnh đời minh, lục trọng tích sinh ra đã có tài lạ. Lúc 17 tuổi, trọng tích theo thầy là khâu ít, đến sống tại Kinh Đô. Nhà đối diện có một cô gái rất xinh đẹp. Thầy trò nhiều lần lén ngắm nghía, tâm ngứa ngáy. Thầy bảo trò, thành hoàng tại Kinh Đô thiên nhất, con thử đến miếu cầu đảo, chắc sẽ được tội nguyện. Trò bèn đến cầu nguyện. Tới đêm, hai người đều mộng thấy bị thành hoàng bắt đến, lại còn quở trách nặng nề thằng nhãi ngươi là thứ gì mà lòng dạ ngu tối khinh nhờn thằng thánh đến thế thành hoàng lại sai thuộc hà tra sổ tài lộc nha lại kiểm sổ sách thấy dưới tên họ lục có ghi đậu trạng nguyên năm giáp tức còn dưới tên họ khâu hoàn toàn chẳng có gì thần phán đối với họ lục ta sẽ tâu trình thượng đế gạt tên nó khỏi sổ tài lộc khiến cho nó nghèo hèn suốt đời họ khâu thì bị rút ruột vừa tỉnh mộng họ khâu liền bị thổ tả mà chết trọng tích về sau suốt đời nghèo hèn đúng như lời thằng nói đời đường ngự sử lý nghiễm văn lệnh đi sứ ngoài vùng lãnh nam bỗng gặp một con hổ xông vào vùng rừng cây nói tiếng người ta gần như làm tổn thương cố nhân của ta lý nghiễm nói sao mà giống tiếng của bạn đồng niên lý vi thanh vậy hổ nói giả biệt đã lâu kể lại những mối giao tình khi xưa rất tường tận lý nghiệm hỏi cớ gì đến tận nơi đây hộ đáp một hôm tôi đang tĩnh tọa bỗng nghe ngoài cửa có tiếng gọi to bèn điên cuồng trở thành hình dạng này nay thấy cố nhân há có thể chẳng bi thương ư lý nghiệm hỏi đời ông có chuyện gì đáng hối hận hay không đáp ta từng ở ngoại thành Nam Dương gian dâm với một bà quá nhà ấy phát hiện ta ngầm lập mưu làm hại do say xưa mà giết sạch cả nhà ấy, đó là chuyện đáng hận, Hổ rống to bỏ đi. Ở Kinh Khê, có hai người chơi thân với nhau từ lúc còn để trộm tới khi không lớn, một người dư dật, một người thì túng thiếu. Do vợ chàng nghèo, xinh đẹp, gã nhà giàu bày mưu, bảo bàn, có nhà giàu nọ có thể đến làm mướn. Chàng nghèo cảm tạ, gã giàu sắm sửa thuyền, lại chở cả vợ chàng nghèo cùng đi, thuyền đến dưới chân một ngọn núi gã nhà giàu bảo để vợ anh ở lại giữa thuyền tôi với anh đi trước hắn dẫn bạn vào rừng rút búa dắt ngang lưng chém chết bạn sau đó giả vờ khóc lóc xuống núi bảo vợ bạn chồng chị đã bị cọp vồ chết rồi người vợ nghe xong khóc òa gã nhà giàu nói ta thử cùng nhau đi tìm cùng nhau lên núi tới chỗ khe suối rừng sâu vắng vẻ Hắn ôm chầm lấy cô ta, đòi hành dâm, người vợ hét ầm lên. Chợt hổ trong rừng rậm xông ra, cắn gã nhà giàu tha đi, người vợ kinh hãi bỏ chạy. Nghĩ chồng quả nhiên đã vùi thay trong miệng cọp, khóc lóc quay về, thấy đằng xa từ trong núi có một người khóc lóc đi đến, thì ra là chồng mình, cùng ôm nhau khóc ròng, đôi bên nói chuyện mọi lẽ, chồng nói: Nó muốn hiếp dâm em đó, em chưa bị nó hiếp nó toàn giết anh anh chưa chết anh hận nó chi đâu vợ nói em khổ sở vì tưởng anh đã chết anh chưa chết em muốn báo thù thằng giặc ấy nhưng thằng giặc đã tự bị quả báo em còn hận gì nữa do vậy chuyển buồn thành vui trở về làng vương cần chánh ở địch dương tần tiệu với vợ hàng xóm ước hẹn cùng nhau bỏ trốn nhưng ả ta sợ chồng ả đuổi kịp ả bèn lập kế giết chết chồng cần chánh nghe chuyện hết sức kinh hãi liền một mình trốn tới huyện Giang Sơn, cách đó 70 dặm, tự cho là đã xa rồi, có thể thoát họa. Do đó bụng, anh ta vào tiệm cơm, chủ tiệm dọn cơm đủ cho hai người ăn. Cần tránh hỏi nguyên do, chủ tiệm đáp, vì có người xỏ tóc theo ông đi vào, chẳng phải là hai người ư. Cần tránh biết là oán quỷ đi theo, bèn đến quan tự thú, nam lẫn nữ đều đền tội. Trong niên hiệu gia tỉnh đời Minh, ở Nghi Hương, có bà quá họ trần làm chủ tiệm nhuộm có nhan sắc một gã lấy buôn gỗ trông thấy ưa thích mượn cớ nhuộm lụa đến nhà bà ta dụ dỗ đủ kiểu hắn biết chẳng thể khiến cho bà ta thuận theo bèn lấy mấy xúc gỗ quăng vào nhà bà ta hôm sau thưa quan bà ta ăn trộm gỗ hắn lại hối lộ bọn sai nha để bắt bớ hiếp đáp khiến cho bà ta khốn quẩn nhục nhã mong bà ta sẽ thuận theo chịu làm thiếp cho hắn Bà ta ngày đêm xót xa, cầu đảo thần huyền đàn. Thưa, nhà con đã kiền thành thờ thần rất lâu, sao chẳng thể che chở cho con. Đêm ấy, bà ta mộng thấy thần bảo, đã sai hát hổ rồi. Gã lê buôn gỗ nghe kể lại, còn chửi bà ta là ngu si. Chẳng được mấy bữa, gã lê buôn gỗ và sáu bảy người vào nối mưa gỗ. Hổ từ trong rừng xông ra, vượt qua mấy người, cắn đầu gã lái buôn gỗ tha đi tường xanh hộ quách ở Giang Ninh, nằm kỷ mão vào trường thi. Khi chưa yết bản, chàng họ Dương ở trước nhà nói, ta gần đây làm phán quan ở âm phủ, biết ông đáng lẽ thi đổ hạng thứ 57. Nhưng vì ngày đó, tháng đó, ông đi thâu tô ở Giang Bắc, đã cùng vợ một tá điền mây mưa xuồng xả dưới trăng sao, lại còn ép một đứa tớ gái trong nhà ông làm thiếp, do ông giận dữ, khiến cho nó bị chết ngang trái. Nó đã nhiều lần đến cáo giác ông dưới cõi âm. Tôi đã nhọc lòng khuyên giải, nhưng nỗi uất ức của nó khó thể tiêu tan được. Do vậy, thiên đình đã vì những chuyện này mà trừ bỏ công danh của ông. Trương Bảo làm tri phủ thành đô. Lý úy ở Hoa Dương có vợ đẹp nhất xứ Thục Trung. Trương Bảo muốn tàn tiệu, nhờ cậy khắp bọn ni cô, nhũ mẫu, ngắm ngầm dùng ý ấy khuyên dụ. Lâu ngày người vợ cũng động lòng, bỗng gặp chuyện lý úy ăn hối lộ bị bại lộ trương bảo thừa dịp tấu trình đàn hạt lý úy bị tống giam điều tra đến nơi đến chốn lý úy bị đầy ra ngoài rặng ngủ lãnh chết trên đường đi trương bảo biếu xén mẹ lý úy trọng hậu ép gả vợ lý úy cho mình lấy nhau rồi vui sướng khôn xiết không biết vì sao người vợ lâm bền tinh thần hoảng hốt thấy lý úy bên cạnh lúc lâm chung cô ta nói với trương bảo Tiếp cảm ơn chàng, chẳng dám không nói. Lý úy đã tố cáo lên cõi trời, sớm tối chàng sẽ bị bắt. Nếu ẩn kính, chưa chắc họ đã có dịp lùng bắt. Nếu khinh thường ra ngoài, ác sẽ bị bắt. Nói xong, bèn chết. Không lâu sau, Trương Bảo cũng ngã bệnh. Do nhớ lời vợ dặn, đề phòng hết sức nghiêm ngặt, chẳng dám bước chân ra khỏi nhà. Một chiều đang ngồi, bỗng thấy xa xa trong đám trúc dưới nhà. Có một người giơ tay áo đỏ vẫy nhẹ, Trương Bảo hoảng hốt tưởng là vợ Lý Úy, Vợ rảo chạy tới, đến gần thì ra là Lý Úy, bị ông ta bắt lấy, đánh đấm tơi bời, chửi bới. Thằng giặc này nếu tao không dùng áo hồng rộng tay vẫy gọi, mày chịu đến đây ư. Hồi lâu sau, Trương Bảo tuôn máu mũi, kể nguyên do với người nhà rồi chết. Đời đường, nghiêm vụ lúc trẻ làm hàng xóm của một vị quân sứ, dụ dỗ con gái ông ta cùng bỏ trốn. Vị quân sứ vào kinh tố giác, vua xuống chiếu truy bắt, nghiêm vũ sợ tội, giết cô ta dìm xuống nước. Do vậy, sai Nha truy bắt chẳng có chứng cớ gì, nên hắn may mắn thoát tội. Tới khi hắn nhiễm bệnh ở đắc thục, thấy cô ta ở trước mặt trách móc, tiếp trốn theo chàng, cố nhiên là đã đánh mất tiếp hành. Nhưng tiếp thật sự chẳng phụ rễ chàng. Nếu chàng sợ tội, sao không bỏ thiếp mà đi, lại còn giết chết, đúng là kẻ tàn nhẫn. Thiếp đã tố cáo nơi âm tàu, hạn kỳ là ngày mai. Nghiêm vũ thẹn thùng sinh tha, sáng hôm sau, hắn quả nhiên chết ngất. Thang ôi, oai quyền của tiết độ sứ khi ấy, chẳng thể xoay chuyển mãi may. Người hiện thời cứ hở ra là tìm cái chết, nào có biết sau khi đã chết, ân biến thành cừu, oán đối chẳng ngớt. Đời Minh hứa triệu hình ở Tấn Giang đổi cử nhân năm Mậu Ngọ đến châu Phước Ninh để ý kiến vị quan giám khảo chấm thi của mình. Hắn ngẫu nhiên đi qua một am ni cô, ưa thích một ni cô trẻ tuổi, bèn dùng oai thế hiếp đáp, cưỡng bức làm nhục cô ta. Hôm sau, hắn cắn lưỡi đứt đôi mà chết. Lại có gã vương vũ ở Tấn Giang, nổi tiếng giỏi văn chương, mang rượu đến uống tại chùa Thừa Thiên. Hắn vào tàn kinh đường, thấy một sa di đang độ tuổi thiếu niên ngồi ngay ngắn xem kinh bèn cưỡng ép chú tiểu ấy uống rượu sa di chẳng văn theo hắn bèn ôm chầm lấy chú ta sờ mỏ trêu chọc hắn về nhà được ba hôm bỗng vung tay tát vào miệng tự chửi bới cắn đứt lưỡi máu tuôn đầy đất mà chết cái chết của hai gã ấy chỉ là hoa báo quả báo là trong địa ngục có ông già nọ ở giang tây từng ngủ lại nhà vợ gian dâm với họ hàng bà ta, lén sanh được một đứa con, bèn chôn đi, về sau khá giả lên, hưởng dụng đã lâu, kẻ biết chuyện nói, đạo trời chẳng thể hỏi đến, về sau cháu nội gái của ông ta, tăng tiệu với đầy tớ, ông ta biết chuyện, hết sức tức giận, lấy một cổ quan tài, đem hai người bỏ vào đó, đóng đinh, đem chôn sống, ông ta bị thưa kiện dần da nhiều năm, tài sản tiêu sạch mà chết. Giả họ trầm vốn ỷ sức cường tráng, nhiều lượt gian dâm, vương hành am đã từng răng nhắc. Ta gian dâm vợ người khác, người khác sẽ gian dâm vợ ta, báo ứng đáng sợ, anh hãy nên sửa đổi đôi chút. Họ trầm cười bảo, chẳng lẽ mấy thằng háo sắc đều biến thành lũ bị cấm sừng hết hay sao? Chỉ cần giữ nghiêm khuê môn, lo gì có chuyện đó. Một hôm, gã từ bên ngoài trở về, chính mắt thấy vợ đang lõa lồ hành dâm với kẻ khác muốn lấy vật dụng đánh họ, nhưng tay chẳng thể dở lên được. Vợ hắn tưởng là chồng không đếm xỉa tới, cứ thông dong tận tình, hưởng thú hoang lạc. Họ trầm tức giận quá đổi, trừng mắt, dậm chân, học lên một tiếng rồi chết luôn. Một người suốt đời làm ác, có một đêm nghỉ tại nhà thân thích, nghe hai người nói với nhau, gã nọ tội ác ngập đầu, sẽ phải thọ báo. Người kia đáp, phạt hắn tuyệt tự nhé. Người trước bảo, quá nặng, người kia lại hỏi bị hỏa hoạn nhé người trước nói quá nhẹ người kia lại hỏi vương tiểu tiểu nhé đáp ờ uh, được đấy hắn nghe nói kinh ngạc chẳng hiểu là như thế nào mấy năm sau gã đó mê luyến một kỹ nữ tên là vương tiểu tiểu cưới cô ả về nhà hắn nghe theo những mưu kế của cô ả khiến cho cốt nhục ly tán tài sản khánh kiệt mà chết một vị tăng pháp danh là hành uẩn thấy hoa sen bỗng động lòng dâm đêm ấy có một nữ nhân gõ cửa hành uẩn bèn mở cửa nhìn xem thấy có một cô gái dẫn theo một đứa tớ gái tự xưng là liên hoa nương tử dung mạo rạng rỡ động lòng người hành uẩn hết sức vui mừng bèn chuyện trò huyên thiên không ngớt chốc lát đuốc tắt thì giả nghe hành uẩn kêu khổ cô gái cắt tiếng hung ác nói sao ngươi sằng bậy dấy lên dâm tâm nếu ta là nữ nhân thật sự há chịu ăn nằm bừa bãi với ngươi ư thì giả vội chạy gọi mọi người trong chùa phá cửa mà vào trông thấy hai con quỷ già so còn hành uẩn đã thân một nơi đầu một nẻo rồi nay biên chép kể ra các tấm gương mắc họa vì dâm xếp chuyện của gã học trò ở quý khê lên đầu nhằm nêu rõ ý nghĩa răng dày của đức thái thường về chuyện ý niệm kính nhiệm khởi tâm tư giấy lòng muốn gian díu Hồng khuyên mọi người phải dè dặt ngay từ đầu, trong lúc mắt thấy tâm đồng phải dốc hết sức chú ý cẩn thận. Còn chuyện của hành uẩn là chẳng phải là thấy sắc mà khởi tâm, mà là do ông ta thiếu đầu óc, do vọng niệm tạo ra hình tượng. Chẳng có óc mà thành lầu, chẳng có biển mà hiện thành thị. Tâm địa u mê, tâm tối nảy sinh sự huyễn hoặc xấu ác, tự gây ra sự hỗn độn đến nỗi bị dạ soa, nuốt mắt màng đầu một nơi thân một nẻo chuốt lấy tai họa kỳ lạ từ loài ma hung dữ thảm khốc giường ấy xem đến những câu chuyện ấy có ai mà tâm chẳng rét run sợ hãi vì thế dùng câu chuyện này để kết thúc các trường hợp mắc họa vì dâm vật đúng là có dụng ý sâu xa hãy, hãy suy, suy nghĩ đi. đi. Lâm Mậu Tiên ở Tính Châu, tài cao, thi đậu kỳ thi hương, nhà nghèo, anh ta đóng cửa đọc sách, người đàn bà hàng xóm chán chồng chẳng học hành, hâm mộ tài danh của Mậu Tiên, ban đêm lén tìm tới, Mậu Tiên quở trách, nam nữ khác biệt, lễ pháp chẳng dung, quỷ thần trong trời đất đầy dẫy khắp nơi, cớ sao lại ô nhục ta, bà ta hổ thẹn lui ra, năm sau Mậu Tiên thi đổ về sau ba đứa con đều đổ đạt. Diều Tam Cửu vốn có họ là biện, học rộng, giỏi thơ văn. Ông đến làm gia sư tại nhà họ Hoài. Có đứa con gái thường đến nhìn trộm. Ông biện trang nghiêm, chẳng ngó ngàng. Một hôm, ông đem giày phơi ngoài sân. Cô ta viết thư bỏ vào giày. Ông biện thấy thư, bèn mượn cớ có chuyện khác, xin nghỉ giày, trở về nhà. Ông Viên Di Hạnh làm thơ khen ngợi có câu Nhắc điểm trên tâm kiên phỉ thạch xưng phong đào lý mạc tương sai nghĩa là một tấm lòng trinh bền tựa đá gió xuân đào mặn chẳng thèm ngờ ông Biền chẳng nhận bài thơ trong thư hồi đáp cực lực biện bác là không có chuyện ấy viên di hạnh phong kính lá thư đề lên đó đức chí hậu hỷ tử tôn tắc xương nghĩa là đức sâu đến tột bậc con cháu sẽ hưng thịnh về sau con ông là kham và chắc là tích đều đậu tiến sĩ Đường cao thọ trẻ đọc sách dưới đèn, có kẻ nữ chọc ghẹo chọc thủng giấy dán cửa sổ. Ông dán lại, đề thơ rằng, đào phá chỉ xong dung dị bổ, tổng nhân âm đức tối nang tu. Nghĩa là chọc thủng giấy hãy còn dễ vá, phá đức người khó sửa không ngần. Một tối có một vị tăng đi qua cửa nhà ấy, thấy có tấm biển đề trạng nguyên, hai bên treo hai cái đèn, trên đèn đề hai câu ấy. Vị tăng lấy làm lạ, là, gạn hỏi, về sao quả nhiên đường cao đổ đầu thiên hạ? Uông thiên dữ gặp dị nhân xem tướng bảo, tướng của ông giống như La Hán, không có người nói giỏi mà cũng chẳng thọ. Do vậy, ông Uông coi nhẹ tiền tài, chuộng bố thí. Một hôm, ông làm khách ở Thanh Giang Phố, bà chủ còn trẻ xinh đẹp lén đến chỗ ông. Ông Uông đóng cửa không tiếp, bảo, tôi há có nên phá hoại danh tiết của bà ư? bà ta hổ thẹn bỏ đi lại gặp người xem tướng ấy người ấy hỏi ông có âm đức gì mà tướng màu bỗng thay đổi sẽ sanh quý tử thọ hơn 80 về sau đúng như lời ấy xem khắp các bậc tiền hiền cự tuyệt những kẻ muốn dâm bôn những vị ấy đắc lực là nhờ chữ thứ khoan dung điều mình chẳng muốn chớ làm cho người khác có vị thì sợ tổn hại âm chất chỉ e giảm phước đoạn thọ tuy học vấn có thể khác nhau nhưng đều cùng chính đáng, phù hợp thiên lý, thuận theo đạo lý, khiến cho người khác an lòng. Ta và họ đều được vẹn toàn. Ngay trong lúc ấy, phước chí tâm linh, đã giống như nhanh chóng bước lên mây xanh, chẳng cần đợi hưởng phước báo rồi mới vui sướng. Điều quan trọng là cự tuyệt chuyện giam bôn có nhiều cách khác nhau. các phải biết tường tận sẵn trước đã, sau đó khi gặp chuyện sẽ chẳng phạm sai lầm. Bởi lẽ nghiêm mặt quở trách, cự tuyệt kẻ muốn rù quến làm chuyện dâm bôn sẽ bỏ đi cố nhiên là nhiều nhưng có kẻ bị cự tuyệt vẫn chẳng bỏ đi như lục dung viện cớ bệnh chưa lành hẹn ngày khác sẽ gặp đến hôm sau liền rời đi chuyển sang chỗ trọ khác có thể học theo gương ấy nếu có thể mở tung cửa bỏ đi như tàu phân qua chỗ khác trọ cũng là cách ứng phó nhanh nhạy của người giữ tròn đức hạnh vậy lại có kẻ dụ dỗ người khác gian dâm chẳng được, bèn dùng cái chết để uy hiếp, như ông Mao Lộc Môn, cự tuyệt đứa tớ gái rủ rê làm chuyện dâm bôn, bị cự tuyệt, cô ả nói, như thế thì tôi chỉ đành chết mà thôi. Lộc Môn chẳng nao núng, suốt đêm cự tuyệt, mà vẫn giữ vẹn đức hạnh như thầy thuốc họ trần, lặp đi lặp lại, chẳng thể, chẳng thể. Đẩy cửa sổ đứng chơ vơ ngoài sân, thề chẳng có hành vi cậu thả, lại có người kiên quyết tặng luôn món tiền trăm lạng những vị kiên quyết cự tuyệt người khác dụ dỗ làm trò chim chuột Đứt trong sáng quyết đón anh minh như thế đều đáng để học theo nếu cửa đã đóng mà có kẻ nữ ở bên ngoài ắt chẳng thể mở cửa được ngày hôm sau mượn cớ từ tà trở về nhà mà người ta vẫn cứ chèo kéo chớ nên đến nữa nhưng cần phải suốt đời chẳng hé môi về chuyện ấy Dẫu với vợ con cũng không để cho họ biết chuyện ấy. Đấy là bậc đức dày vầy Từ đấy trở đi, đổ trạng nguyên, đạt tới địa vị vinh hiển, rạng mày nở mặt cha ông, còn cháu hưởng phước lộc lâu dài. So với những phương cách tích công lụy đức khác, sự khó dễ muôn vàng, sai khác một trời một vực. Tại chiếc Giang có vị chỉ huy sứ là Ít, mời thầy đến dạy con. Thầy bị cảm lạnh, cần phải đổ mồ hôi, bảo trò lấy mền trò lấy mền vô ý cuốn theo một chiếc hài của mẹ bệnh lành đem trả lại mền chiếc hài rớt bên chỗ nằm mà thầy lẫn trò đều chẳng biết chỉ huy sứ trông thấy ngờ vợ mình gian díu với thầy tra hỏi vợ chẳng nhận tội do vậy ông ta sai đứa tớ gái đến giả văn lệnh bà chủ mời thầy đến gặp mặt riêng thầy nổi giận quát mắng đứa tớ gái viên chỉ huy sứ lại ép vợ đích thân đến mời một thầy chính mình tuốt sẵn đau bén, chờ thầy mở cửa là chém liền. Cố nhiên thầy cự tuyệt, tôi được ông nhà mời đến, há nên ngắm ngầm có hành vi trụy lạc ư. Thề nhất quyết không mở cửa. Sáng hôm sau, thầy từ biệt xin đi, viên chỉ huy sứ nói, tiên sinh thật sự là bậc quân tử. Bèn thuộc lại đầu đuôi câu chuyện, tạ lỗi, xin thầy ở lại, khoa thi ấy, thầy đổ đạt. Trình ngạn tân, tấn công ninh thành, hôm thành bị hạ, kẻ tả hữu dâng lên ba cô gái còn trinh, đều thuộc loại hết sức xinh đẹp. Ông vừa mới say, bèn bảo các cô, các người như con gái của ta há dám xâm phạm ư, bèn tự khóa kính một gian phòng, giữ ba cô gái trong ấy, đến sáng tìm hỏi bố mẹ để trả lại. Về sau, ông làm quan tới chức thị sát, khi 93 tuổi, ông từ biệt thân hữu qua đời, các con đều hiển đạt. Đời Minh, từ hy ở Giang Âm, khi làm nha lại thuộc binh phòng, có lệnh tuyển cán đinh đi làm lính thú ở vùng biên cương. Có một người bị tuyển lầm, nhưng người ấy chẳng thể giải bày nỗi oan uổng, muốn cầu từ hy giúp cho thoát khỏi. Nhà nghèo chỉ có cô vợ là có nhan sắc. Anh ta bèn bày tiệc rượu, khoản đãi từ hy, sai vợ hầu rượu, còn chính mình thì mượn cớ bỏ đi. Từ hy vội ra khỏi cửa, người vợ sợ từ hy bỏ đi sẽ hư chuyện, bèn nắm áo để giữ ông lại, kể lại ý chồng. Từ Hy kiên quyết cự tuyệt, dứt áo bỏ đi. Hôm sau, ông lại trách mắng người chồng thậm tệ. Rốt cuộc do ông tận lực lo liệu người ấy được miễn. Về sau Từ Hy làm quan đến chức binh bộ thượng thư. Trường Văn Khải ở Phước Kiến và Châu Yết do tránh cướp bèn lãnh vào hang núi. Có một cô gái đẹp đã núp sẵn ở đó, thấy đàn ông đến hốt hoảng toan bỏ đi. Ông Trương nói, cô bỏ đi ác sẽ gặp bọn cướp. Chúng tôi là những người thành thật, cẩn trọng, cũng vì lánh giặc mà đến đây, quyết chẳng dám xâm phạm. Tới nửa đêm, họ châu, nhiều lần toan ô nhục cô ta, ông Trương tặng lực ngăn cấm. Tới sáng, Trương và Châu rời núi để thăm dò tin tức. Ý ông là nhằm tách họ Châu ra, để cô ta ở yên nơi đó. Rời núi, họ biết bọn giặc cướp đã bỏ đi. Bèn cùng những người già trong thôn tới hang, hỏi hang cha mẹ, quê quán và tên họ cô ta. Ông Trương vội nhờ những người lớn tuổi trong thôn đưa cô ta về. Không lâu sau, có người họ hoàng sắm sửa rất nhiều của hồi môn nhận ông Trương làm rể. Đấy chính là cha mẹ của cô gái tị nạn vậy. Cha cô ta cảm ơn đức của ông Trương nên nhận ông Trương làm rể. Về sau, hai con trai của ông đều đổ đạt. Trần sanh ở Dư Cang, giỏi nghề y. Có chàng học trò nghèo, bệnh tình lâm nguy. Ông Trần trị lành bệnh, mà cũng chẳng đòi hỏi phải báo đáp. Về sau, lúc trời sẫm tối, ông Trần đi qua chỗ họ, do vậy họ giữ ông ngủ lại. Mẹ chồng bảo con dâu, chồng con sống được thật sự là nhờ ông ta, sao không ngủ với ông ta để báo ân. Con dâu văn dạ, tới đêm bèn đến chỗ ông Trần. Ông Trần cự tuyệt, mẹ chồng cô thì sao? Cô vợ đáp, đây là ý của mẹ chồng. Ông nói, ý chồng cô thì sao? Đáp, mạng chồng tôi là do ông ban cho có gì ngăn cản tôi ông trần nói không thể cô vợ cứ thúc ép ông trần liên tiếp bảo không thể bèn ngồi đợi trời sáng lấy bút liên tục viết chữ không thể trên bàn về sau gần như chẳng thể giữ mình được ông lại hô to hai chữ không thể quá khó đẩy cửa đứng chơ vơ ngoài sân đến sáng ông ra đi về sau con trai ông trần đi thi quan chủ khảo loại bỏ bài thi của nó bỗng nghe có tiếng hô không thể quan đọc lại vẫn loại bỏ lại nghe hô liên tiếp không thể cuối cùng khảo quan duyệt lại quyết ý loại bỏ bỗng nghe có tiếng hô lớn rằng hai chữ không thể quá khó cứ hô liên tiếp chẳng ngừng do vậy quan chủ khảo bèn chấm đầu về sau con ông ta đậu tiến sĩ những trường hợp trên đây đều là những chuyện quyết tâm không tằn tiệu nhưng không có nói về người lâm vào cảnh lý và dục giao tranh, cho nên thuật câu chuyện giữ vững tâm ý vào lúc sắp loạn này để chỉ bày cách thức vậy. Tề vượng ở Kim Hoa, đã 50 mà không có con, thầy tướng số nói, ông có ác khí, ác là có chuyện xa trái. Tề vượng nói, Lúc trẻ tôi từng lan chạ với vợ con người khác. Thầy tướng số kinh hải nói, phạm tội ấy sẽ tuyệt đường con cháu, dâm ác khó sám hối nhất. Ác phải có điều lành to lớn thì mới hồng xoay chuyển trời đất. Do vậy tề vượng hối cải. Năm đầu tiên, hãy có người làm việc thiện. Ông ta để vui lòng bố thí, chẳng keo tiếc. Thầy tướng nói vẫn chưa được. Năm sau, hãy gặp việc thiện khó làm. Ông bèn đứng ra làm đầu, nguyên tặng quá nữa thầy tướng số bảo vẫn chưa được. Năm thứ ba, ông một mình nỗ lực mà làm, chẳng chịu nhường ai. Thầy tướng số nói, vết âm chất đã hiện, lo gì không con. Quả nhiên, sau đó sanh một trai, năm bảy mươi tuổi, tề vượng còn được ẩm cháo. Lữ Thanh đời nhà Minh, thích nói chuyện dâm uế, dòm trộm phụ nữ. Tuổi đã ba mươi, hết sức nghèo nàn khốn khổ. Hai đứa con theo nhau chết đi. Một hôm, ông ta bỗng chết bất ngờ, thấy ông nội giận dữ mắng. Hai đời chúng ta thích tập điều thiện, người đáng lẽ hưởng quả báo giàu to. Nào ngờ, ngươi ôm lòng mê sắc, miệng mắt đều tạo oan nghiệt, phước sắp trừ sạch. Ta sợ ngươi là thật sự phạm vào hành vi dâm ác, chẳng mong chi có người nói giỏi nữa. Vì thế xót xa cầu khẩn vua cõi âm, bắt ngươi đến âm phủ, cho ngươi trông thấy hồng biết lợi hại. Lữ thanh thưa, cháu nghe nói gian dâm vợ con người ta sẽ bị quả báo tuyệt tự con thật sự sợ chuyện ấy chưa hề phạm một nha lại bên cạnh bèn bảo há chỉ là tuyệt tự ư nếu như kẻ nữ quyến rũ ngươi ngươi chẳng từ chối thì chỉ bị quả báo tuyệt tự nếu là kẻ dụ dỗ cưỡng bức và nhiều lần trái phạm gây hại cho luân thường hoặc phá thai giết chồng sẽ là tội thuộc bậc nào há chỉ tuyệt tự mà thôi Luật dương gian khoan dung với tội dâm ác, nhưng luật cõi âm nghiêm ngặt nhất. Phạm kẻ nào dấy lên một dục niệm, thần Tam Thi sẽ tự đứng đầu thư gửi, táo quân thành hoàng sẽ tấu trình, ẩn dấu sẽ là lỗi to lớn. Cứ thử nhìn xem những kẻ bị xét xử ngày hôm nay, ngươi sẽ biết. Trong chốc lát, quỳ tốt dẫn những phạm nhân dâm dục, đeo gông quỳ xuống, vua cõi âm lớn tiếng căng dặn, Gà ít sẽ biến thành ăn mày, vừa điên vừa câm, gã y biến thành gã điếm mù mắt gã nọ hai đời làm trâu gã kia mười đời làm lợn họ đều bị quỷ tốt áp giải đi đầu thai lữ thanh nghe rỡn da gà run sợ nhà lại bảo cũng có kẻ còn bị phạt nặng hơn những gã này nữa người chớ tham nửa khắc hoang lạc đánh mất thân người hãy nên tránh sắp như tránh tên khắc in thành văn chương để khuyên đời thế rồi vua cõi âm thả lữ thanh về Lữ Thanh bèn khắc in bài Du Minh Lục, ký sự đến cõi âm, in một vạn tờ để cảnh tỉnh cõi đời, gắn hết sức làm lành. Đến lúc 40 tuổi, ông sanh liên tiếp hai con trai, tạo lập sản nghiệp vạn lạng. Ông ta bèn đoạn tuyệt trần duyên tới Nam Hải tu đạo. Người cùng làng là Thái Tinh vì ông ta soạn bài ký. Hai câu chuyện trên đây thuộc về báo ứng tốt lành do hối cải về lỗi dâm. Kẻ đã xa chân hãy giữ vững cái tâm hối cải đấy chính là phương cách để chuyển họa thành phước vậy than ôi cái tội nghiệp giam dật chẳng thể viết trọn nói sao cho cùng chỉ hằng ngày mong mỏi những kẻ dù trí hay ngu chưa lỡ phạm và kẻ đã trót nhúng chàm ai nấy đều suy nghĩ sâu xa ngõ hầu thiên lương sẽ sớm phát hiện chú thích. Số 1. Vương Long Khê tên thật là Vương Kỳ, là một nhà tư tưởng đời Minh. Ông là thành viên chủ yếu trong học phái của Vương Dương Minh. Tôn Vương Dương Minh làm thầy, tuy Vương Kỳ đỗ đạt nhưng không ra làm quan mà chuyên tâm cùng với tiền đức hồng dạy dỗ hàng hậu học về sau khi thầy đã mất ông có ra làm quan một thời gian ngắn sau đó vì tư tưởng học thuật của ông bị hạ ngôn chán ghét dèm bán ông bị triều đình bãi chức bèn trở về dạy học hơn 40 năm. Trước tác của ông được tập hợp thành bộ Vương Long Khê toàn tập. Số 2. Văn đế chính là văn xương đế quân. Mười đoạn là nói về bài Văn xương đế quân tiêu song thánh huấn. Số 3. Đây là thành ngữ phệ tể mạc cập. Hàm nghĩa không thể xoay sở cách nào được nữa, vì một người chẳng thể nào cắn rốn của chính mình. Số 4. Biển thước là một vị thầy thuốc nổi danh thời cổ. Ông tên thật là Tần Việt Nhân, còn có tên là Hoảng, hiệu là Lô Y. Ông sinh vào năm đầu đời Châu An Vương, 401 trước công nguyên. Mất vào năm thứ năm đời Châu Nõn Vương, 310 trước công nguyên. Cùng với Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh và Lý Thời Trân, ông được xếp vào hàng ngũ tứ đại danh y của cổ Trung Hoa. Theo truyền thuyết, hoàng đế có một bầy tôi làm nghề thuốc nổi danh, có tên gọi là Biển Thước, do tầng việt nhân tài nghệ lẫy lừng nên người đương thời bèn gọi ông là biển thước biển thước được coi là người đã đặt ra cơ sở cho phép bắt mạch hai tác phẩm nội kinh và ngoại kinh do ông biên soạn đã thất truyền người ta vẫn cho rằng tác phẩm nạn kinh chính là do biển thước biên soạn theo truyền thuyết mắt ông có thể thấy thấu suốt nội tạng của người khác theo sự chép có lần ông đến nước tề khi đến gặp tề hoàng công điền ngọ biện thước nói nhà vua đã bị bệnh nhẹ hãy nên chữa trị tề hoàng công nghĩ ông muốn kiếm chác nên lờ đi biện thước ba lần gặp mặt đều xin vua hãy chữa bệnh nhưng vua đều làm lơ đến khi vua ngã bệnh triệu ông vào chẳng trị ông nói bệnh đã lầm sâu trong tạng phủ không thể chữa được nữa quả nhiên mấy hôm sau vua tề chết về sau do biện thước trị lành bệnh cho tần vũ vương quan thái y lệnh nước tần là lý ê Ghen tài bèn sai thích khách giết chết biện thước tại Ly Sơn. Số 5. Bộ kinh này có tên gọi đầy đủ là Ngạ quỷ báo ứng kinh, được phiên dịch vào thời Tây Tấn, ghi chép những lời vấn đáp về nghiệp nhân giữa Ngài Đại Mục Kiền Liên và các ngạ quỷ. Bản kinh này còn được Ngài An Thế Cao dịch với danh xưng là Quỷ Vấn Mục Liên Kinh. Số 6. Điếm nhục khuây môn là hãm hiếp hay gian dâm gái chưa xuất giá. Số 7 nguyên văn đầu thoa túng cự theo chương tạ câu truyện trong tấn thư chép nhà hàng xóm là họ cao có một người con gái xinh đẹp tạ côn từng trêu chọc cô ta quăng thôi dệt cưỡi vào mặt khiến hắn gãy mất hai cái răng số 8. danh giáo là lễ giáo chánh danh định phận số 9. theo châu tử gia lễ bác mẫu là tám loại người phải coi như mẹ tức là đích mẫu vợ cả của cha kế mẫu mẹ ghẻ, dưỡng mẫu, mẹ nuôi, từ mẫu, do mang thân phận tiểu thiếp, không sanh nở được, hoặc không có con trai, phải nuôi con của những thê thiếp khác của chồng làm người thừa kế. Giá mẫu, bố chết, mẹ đi lấy chồng khác thì gọi là giá mẫu, xuất mẫu là mẹ ruột, thứ mẫu, vợ lẽ của cha, nhũ mẫu là vú nuôi. Trong đó dưỡng mẫu có thể hiểu theo hai nghĩa. Một là người nhận nuôi ta trong trường hợp coi cúc, hay là người ấy hiếm muộn xin ta làm con nuôi hay là những bà vú em chuyên chăm sóc trẻ cho đến khi 3 tuổi bà vú này chỉ chăm sóc chứ không có sữa cho trẻ bú số 10 nguyên văn là oán nữ theo cổ lễ nữ nhân đã đến tuổi kết hôn nhưng chưa có đối tượng thích hợp để cưới gã thì gọi là oán nữ số 11 nguyên văn là phục và khởi tức là theo đạo giáo đạo sĩ có thể lễ bái trước đàn tràng xuất hồn lên thiên đình, đó gọi là phục. Khi hồn nhập trở lại xác thì gọi là khởi. Số 12, Chánh Đức, là niên hiệu của Minh Vũ Tông, Châu Hậu Chiếu, từ năm 1506 đến năm 1521. Số 13, Phiên Hiến là tên gọi khác của Bố Chánh Sứ, ta thường gọi tắt là Bố Chánh, là người đứng đầu cơ quan hành chánh của một tỉnh, dưới quyền quan tuần phủ. Số 14, Huyền Đàn là tên gọi tắt của Kim Long Như Ý, Chánh Nhất Long Hổ, Huyền Đàn Chân Quân. Vị này tên thật là Triệu Lãng, tự là Công Minh, là một trong bốn đại nguyên sói hộ pháp của đạo giáo, nên còn gọi là Huyền Đàn Nguyên Sói. Tương truyền, Huyền Đàn Chân Quân là người đời tầng, lánh mình vào chung Nam Sơn tu đạo, được gặp tổ đạo giáo là Chánh Nhất Thiên Sư Trương Đạo Lăng, nhận làm đồ đề, sai cưỡi hát hổ, thủ hộ phòng đang dược, Vị này được coi là có nhiều công năng thần dị, nên được dân chúng tôn thờ nhằm cầu tiêu tai giải nạn. Ông còn được thờ như vị vũ tài thần. Văn tài thần là Phạm Lãi, với danh xưng là Thiên Quang Trung Lộ Nguyên soái Có bốn bộ hạ là Chiêu Bảo Thiên Tôn, Tiêu Thăng, Nạp Trân Thiên Tôn, Tào Bảo, Chiêu Tài Sứ Giả Trần Cửu Công và Lợi Thị Tiên Quang Diêu Thiếu Tư. Ông cùng với bốn bộ hạ được gọi chung là Ngũ Lộ Tài Thần. Người khách gia còn gọi ông là Ngân Chủ Vương Công. Số 15, trường học thời cổ được gọi là Tường, vì thế học trò được gọi là Tường Xanh. Theo quy chế, đời Minh Thanh, sinh viên các trường học ở Phủ, Châu, Huyện, thường gọi là ấp Tường, sẽ được gọi là Tường Xanh, tức là những người đã đổ tú tài, còn gọi là Mậu Tài. Số 16, Ngũ Lãnh là năm rặng núi ở phía nam Trung Hoa, nằm dọc theo ranh giới bốn tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam và Giang Tây, vùng lãnh Nam phía Nam rặng Ngũ Lãnh thuộc địa bàn nước Văn Lang thời cổ. Ngũ Lãnh bao gồm các rặng núi Việt Thành, Đô Bàng, Manh Chữ, Kỵ Điền và Đại Dữ. Số 17 khi ấy nghiêm vũ đang làm kiếm Nam tiết độ sứ cai quản vùng Tứ Xuyên. Số 18 thành ngữ có câu Thẳng lâu Hải thị nghĩa là Lầu thẳng phố biển. Hải thị là những quyển ảnh do ánh sáng khúc xạ phản chiếu những hình ảnh trên bờ, có thể là ở rất xa, khiến cho người đi biển vào lúc nắng gắt trông thấy có thành phố trên mặt biển, đến gần bèn chẳng có. Người xưa giải thích là ngoài biển có một giống ốc lớn gọi là thẩn, hơi thở của nó bốc lên mặt biển, tạo thành quyển ảnh như lầu gác, đình tạ, nên gọi thẫn lâu. Ở đây có ý nói, chẳng cần nhờ ngoại duyên mà do vọng tưởng trong tâm, cho nên thành uẩn tự thấy các huyễn tượng, trông thấy hoa sen, bèn tưởng tượng có mỹ nhân đứng trên đó, hoặc tưởng tượng đến gót sen của mỹ nhân, mà dấy lên dâm niệm, chiêu cảm quỷ dạ so, thừa dịp làm hại. Số 19. Thỏa xưa, chưa có kiến, cổ nhân dùng loại giấy mỏng phết hồ cho bền chắc, dùng dán cửa sổ, vừa chống gió lạnh, vừa lấy ánh sáng từ bên ngoài. Số 20. Lục Dung là người huyện Thái Thương, Tô Châu, sống vào đời minh làm đến chức lại bộ thượng thư theo thọ khang bảo giám lục dung dáng dấp rất đẹp đẽ vào năm thiên thuận thứ ba 1459 ông đi thi ở nam kinh trong quán trọ có nữ nhân nửa đêm đến chỗ ông ngủ toan tần tiều thoạt đầu ông viện cớ mắc bệnh hẹn đêm sau cô ta lui ra ông bèn làm thơ rằng phong thanh nguyệt bạch dạ sông hư hữu nữ lai khuy tiếu đọc thư dục bả cầm tâm, thông nhất ngữ, thập niên tiền dĩ, bạc tương như. Nghĩa là sông thưa, gió mát chăng thanh, cô gái ngấp nghé, trêu anh học trò, mượn đàn to những hẹn hò, mười năm trước đã phụ phàng tương như. Đợi đến sáng, ông mượn cớ rời khỏi, mùa thu năm ấy, ông đi thi. Trước đó, cha ông nằm mộng, thấy quan quận thủ tặng cờ và tấm biển phong tặng, kèm thêm một đội trống kèn. Trên tấm biển ấy, đề bốn chữ Nguyệt Bạch Phong Thanh. Người cha nghĩ là điềm báo con thi đầu, viết thư gửi cho ông. Ông càng thêm dè dặt. Về sau, ông đỗ tiến sĩ, làm quan tới chức tham chánh. Số 21, trong thọ khang bảo giám đã chép câu chuyện này như sau. Thư sinh họ Tào ở Tùng Giang đi thi. Ở quán trọ có người đàn bà tìm đến dụ dỗ. Ông Tào kinh hãi và chạy sang chỗ khác tá túc. Đi nửa đường, ông thấy có ánh đèn dẫn đường dẫn vào một tòa cổ miếu, nghe đánh trống thăng đường. Ông Tàu phủ phục trước miếu, nghe trong điện thờ sướng danh những người được ghi tên trong bản tăng khoa. Tới người thứ sáu, lại có nha lại bẩm rằng, ông ít gần đây làm chuyện sai trái, thượng đế gạt tên, hãy nên bù người nào vào. Thần nói, ông Tàu ở Tùng Giang, chẳng hành dâm với người đàn bà ở quán trọ, là bậc chánh khí, đáng thêm tên vào. Nha lại bèn thêm tên ông Tàu vào. Ông Tàu nghe phán bảo như vậy, vừa sợ hãi, vừa vui mừng. Quả nhiên về sau, Tàu phân độ thứ sáu. Số 22, sách Thọ Khang Bảo Giám, chép câu chuyện này như sau. Đời thanh ông Viên ở Thiểm Tây, do giặc sấm Lý Tự Thành giấy loạn, cha con thắt lạc trôi nổi, ngụ tại Giang Nam, muốn cưới thiếp sanh con, vừa mua được vợ, rước về nhà ông Viên. Cô ta xoay lưng về ánh đèn, khóc lóc. Ông Viên gạn hỏi, cô ta đáp, chẳng có gì khác. Chỉ vì trong nhà đói nghèo, chồng muốn tìm cái chết, nên thiếp bán thân để chồng được sống. Thiếp nghĩ tới vợ chồng tình sâu nghĩa nặng trước nay, vì thế khôn ngăn đau thương vậy. Ông nghe xong thương xót, xoay lưng ngồi đợi sáng. Ngoài số tiền bán thân ra, còn tặng thêm một trăm lạng, trả người vợ cho chồng, bảo họ hãy buôn bán. Vợ chồng họ khóc lóc ra đi. Về sau, họ muốn tìm một cô gái chưa chồng, tặng cho ông viên để sanh con, nhưng tìm đã lâu chẳng được. Ngẫu nhiên tới Dương Châu, họ gặp một người đem một đứa bé khôi ngô muốn bán. Do vậy, họ bàn riêng với nhau, ta chưa tìm được cô gái nào. Trước hết, hãy mua đứa trẻ này về hầu hạ ông Viên, có gì là không được. Bèn mua lấy, vượt xong, tặng nó cho ông Viên. Ông Viên nhìn kỹ thì ra là đứa con đã bị thất lạc. Số 23 Sách Thọ Khang Bảo Giám chép câu chuyện này như sau. Trầm Đồng ở Quy An có tên tự là Quán Di, nhà nghèo. Người anh họ là Tốn Châu giới thiệu ông đến nhà Xu Gia, dạy trẻ vỡ lòng. Nhà ấy mẹ quá con thơ. Một đêm, bà quá đến dụ dỗ ông làm chuyện chim chuột. Trầm Đồng nghiêm khắc cự tuyệt. Ngày hôm sau, ông liền từ tạ trở về. Bà quá sợ lộ chuyện, sắm sửa lễ vật. van này Trầm Đồng trở lại dạy học, lại thúc giục Tốn Châu, mời dùm mấy lượt. Ông đều chẳng nhận lời, Tống Châu vặn hỏi nhiều lần Ông Đồng trọn chặn hé môi Chỉ nói bất tiện mà thôi Năm sau trầm đồng đổ đạt Làm quan tới chức tuần phủ Số 24 Đời Minh Nhằm phân tán quyền lực quan lại đứng đầu các tỉnh Tức quan tuần phủ Triều đình đã lập ra ba chức quan khác biệt dưới tuần phủ Gồm đô chỉ huy sứ Gọi tắt là chỉ huy sứ Trong nôm việc quân sự Bố chánh sứ Coi việc hành chánh và tài chánh và án sát xứ có việc kiện tụng tư pháp. Số 25 binh phòng là nha sở trông coi về việc binh bị ở các quận huyện dưới thời Minh và Thanh. Hết, Hết phần cuối. Quý Phật tử muốn thỉnh kinh sách như An sĩ toàn thư, Thái thượng cảm ứng thiên Vượng biên, Liễu phàm tứ huấn, Thọ khang bảo giám, mấy nghe pháp màu đỏ hoặc mấy niệm Phật đeo cổ xin vui lòng gọi cho số điện thoại 0909 74 74 74 chỉ nghe mấy buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ trưa hoặc nhắn tin qua số điện thoại đó với đầy đủ thông tin gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại kèm theo kinh sách cần thỉnh. Ngoài ra quý phật tử có thể vào trang web thọ vn để tải các file niệm Phật, niệm Bồ Tát, của quán thế âm cũng như các phai đọc của các kinh sách vừa nêu trên. Nam Mô A Di Đà Phật Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường, tam bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1. Tài khoản cũ. Tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0561 000 747474. Ngân hàng Việt Công Banh Chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Số 2 Tài khoản mới Tên tài khoản Trần Văn Hơn Số tài khoản 1111 747474. Ngân hàng Việt Công Banh Chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Số 3 Tài khoản Sa Công Banh Tên tài khoản Trần Văn Hơn Số tài khoản 0500 17690393 Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name: John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Việt Vietnam. Vietcombank Lâm Đồng branch. Bank address: 33 Nguyễn Văn Cừ Street. Qua quan, Đà Dallas City, Lâm Đồng, Province, Script Code BFTVVNVX056, Account No 0561 370 74 Name of Account Trần Văn Hơn, Địa chỉ Việt Nam, Thôn Phú Thạnh, Xã Hiệp Thạnh, Quyền Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.